bạn chân dương bàn phơi read hay là update page rồi giấy bắt đầu một tiết dương phơi này nhé, cứ chạy tông ở bao này mình nên our mission, our plan và our vision chỉ đảm chân dương phơi insert delete update anh này nãy chân ở nãy cứ trên store nó không table mũi dương đặt thả about chân không có bao dương mình title mình description mình icon mình photo mình sequence hay là URL chân dương read phơi này nhé và dương phơi này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu controller mũi. Chúng ta sẽ quay command controller mũi. Và chúng ta sẽ thay about controller trong module admin. Ok, bắt đầu một tiết anh ấy sẽ bật cháu. Chúng ta sẽ bật cháu, chúng ta sẽ bắt đầu row mũi. Và about row. Ok, resource about, hay chúng ta load about controller bà dương accept destroy hơi nâng sâu cháu bà hơi dương bà cả time xem ép delete mũi bà năng nát hay dân châu tôi không master page mà bảo này cứ dân ai đặt nơi bị khom slide mà các bạn này nhé và chân menu trong đặt về about và anh ấy row bao viết cứ about dot index chúng một viết cứ about hay icon trong đặt th cho nhé. Okay. Refresh chân dương bàn about mũi đặt lại này nè bà chân dương read about nâng chôn mắt bà dương bug about controller. Ok use db thoa mà đá bà hay copy này mà nè bà copy constructor shell the say đã đây nè bà hay dừng read map data about db table. Ok và table about và where active mà mũi cái này này cứ chấm order by sequence anh áp cắt cái ok mày vẫn là ok nè hay page name config app dot row. Ok chẳng bị môn mới giờ toàn bàn tiền năng nè anh ấy dùng paste data vào chỗ anh ấy dùng đặt folder về mũi about dot index nè. Ok chơi như bắt view mũi má không folder view và dùng đặt about không about dùng miền index và hãy xem copy index p feature này tới nè control a control c hãy nhấn paste vào chỗ chứ những cái menu này đặt thà about đảm bảo về highlight cái này about. Ok create cứ dùng từ chỉ about dot create và dùng miền ta nó không có báo miền này khác dùng thở bài hai nhá cứ miền title description url icon lại những cứ dùng miền photo chỉ đơn từ nhá và photo nhá icon URL hay dùng miền sequence. Chẳng hạn đấy page này sẽ page ID page lệ riêng page này đã nữa dùng loop nó còn about as chẳng có bạn đấy dùng mình bắt đầu của bạn đấy nữa chẳng title description URL icon. Ok cái này cứ miền sequence hay cái này cứ dùng mình rụp hiệp nè set. Ok with your humanity or chất spi cho nè bà chất spi set này photo hay chúng tôi edit hay nâng delete cái những cài ráo từ chỉ about hay cái này pagination cái những cài đặt bảo đấy mình s nè. Ok read chân là những cái dương ảnh miền này nhé bạn miền này
bây giờ toàn miền tỉnh này chẳng dân xa chạm tới chết dân create dân phải chỗ biến á bạn chẳng ở đây được biết dân rịt